Chắc hẳn là các bạn đã lên iOS 15 rồi đúng không? Và ở trong video này thì Công sẽ chia sẻ với các bạn 5 mẹo hay chỉ có ở trên iOS 15. Chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu video. Mình là Công, tới từ Review OS. Thứ nhất là tạo link để gọi FaceTime với điện thoại Android và Windows. Nếu như các bạn trước giờ chỉ gọi FaceTime từ iPhone với nhau thì bây giờ FaceTime đã mở rộng cho tất cả mọi người. Và để làm được thì đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình trong phần gọi FaceTime. Và ở đây các bạn nhấn cho mình phần tạo liên kết. Đó, các bạn để ý cái phần liên kết FaceTime này. Các bạn đặt tên cho liên kết này được nhé. Ví dụ mình đặt tên liên kết này nó là cuộc họp. Rồi, bấm vào OK. Sau đó bạn nhấn cho mình phần sao chép. Lúc này thì các bạn sẽ có một cái đường link FaceTime. Các bạn chỉ cần gửi cái đường link này cho bạn bè của mình thôi. Đây mình sẽ dán cho các bạn xem. Đó, cái đường link của mình trông như thế này. Bạn chỉ cần gửi cho bất kỳ bạn bè nào của bạn, bạn muốn họ tham gia FaceTime, họ bấm vào đường link này lập tức website sẽ tự động được mở ra và đưa họ vào trong cuộc gọi FaceTime. Nó giống hệt như kiểu các bạn gọi Messenger mà phiên bản máy tính ấy. Như vậy tiện lợi chưa? Và ai có thể gọi FaceTime được. Thứ hai, bật game mode ở trên iPhone. Thực ra trước giờ thì iPhone của chúng ta luôn luôn bị thiếu mất một thứ, đó chính là chế độ game mode để hạn chế toàn bộ thông báo. Thì bây giờ chúng ta mặc dù game mode nó không hoàn thiện lắm, nhưng mà cũng có thể coi là chế độ game mode với việc là ra mắt tính năng tập trung ở trên iPhone. Với tính năng này các bạn sẽ không bao giờ bị thông báo làm phiền khi chúng ta đang dở một ván game hay các bạn đang xem một bộ phim hay. Thì bây giờ để làm được, đầu tiên các bạn sẽ vuốt từ trên vuốt xuống cho mình. Và bạn để ý cho mình cái phần chơi trò chơi của mình đang bật không? Đây chính là cái chế độ tập trung của mình ở mục chơi trò chơi. Thì mình sẽ xóa nó đi và mình làm lại từ đầu cho các bạn xem nhé. Bây giờ khi mà mình kéo từ trên kéo xuống thì của mình hoàn toàn không còn chế độ trò chơi nữa, nó chỉ còn chỉ tập trung thôi. Mình bấm vào này, cũng không còn trò chơi. Mình sẽ bấm vào dấu cộng ở phần tùy chọn tập trung. Sau đó mình chọn chơi trò chơi, bấm tiếp. Rồi phần người được phép thì các bạn có thể đưa những người mà được phép gọi các bạn và sẽ có thông báo khi chúng ta đang chơi trò chơi vào. Ở đây thì mình sẽ chọn không có ai, cho phép. Tiếp tục, ứng dụng được phép. Đây là những ứng dụng mà được quyền thông báo khi các bạn đang chơi trò chơi. Nếu như bạn là người bận rộn, bạn cần mail, bạn thêm mail vào cũng được. Còn như mình thì mình sẽ bỏ hết tất cả, không có ứng dụng nào hết. Chỉ cho phép chế độ gấp. Rồi, chế độ tự động bật này, tức là các bạn muốn iPhone sẽ tự động nghiên cứu xem đâu là trò chơi và khi nào nên bật cái chế độ trò chơi này lên. Nó sẽ dựa theo thói quen của các bạn để tự động bật. Đối với mình thì mình sẽ chọn phần bỏ qua. Rồi, cuối cùng là phần này mình bấm vào xong. Đấy, đến đây thì mình hoàn toàn thiết lập xong rồi. Và để bật chế độ chơi trò chơi này lên, các bạn chỉ cần vuốt từ trên vuốt xuống. Nhấn vào chữ tập trung, chọn chơi trò chơi. Không bao giờ có một thông báo nào có thể làm phiền được các bạn trong lúc các bạn bật chế độ này lên được nữa. Và đây có thể coi là một phần gaming mode ở trên chiếc iPhone. Mặc dù nó không tăng hiệu năng, nhưng mà có vẻ như hiệu năng ở trên iPhone để chơi game đến bây giờ vẫn đang ổn đúng không anh em? Không cần phải tăng nữa nhở. Phần thứ ba, văn bản trực tiếp. Đây chính là chế độ mà mình đã từng đưa đến các bạn một lần ở trong video. Đó chính là biến hình ảnh thành văn bản. Nhưng mà cái hình ảnh này của chúng ta hiện tại với iPhone ấy, thì họ mới chỉ hỗ trợ những cái văn bản bằng tiếng Anh thôi, hoặc là một số những tiếng mà không có tiếng Việt. Thì bây giờ mặc dù là nó chưa hỗ trợ tiếng Việt nhưng mình thấy cũng hữu ích nếu như các bạn vừa chụp ảnh cái đường link đó lại, các bạn muốn copy cái đường link đó. Mình demo luôn nhé. Bấm vào ảnh của mình này. Ở đây mình đang có một cái đường link là studio.youtube.com đúng không? Mình muốn copy nó lại thì mình chỉ cần đơn giản là giữ tay vào chữ studio đó. Lập tức nó sẽ tự động lựa chọn luôn studio.youtube.com. Mình bấm sao chép. Và bây giờ mình có thể dán nó vào trong này. Đó, rất là dễ. Mình sẽ thử copy cái tiếng Việt nhé. Tìm kiếm trên kênh của bạn, mình sẽ copy thử. Để xem là copy tiếng Việt nó ra cái gì nào. Tìm kiếm trên kênh của bạn. Như vậy là nó vẫn còn sai lắm, tiếng Việt không copy được các bạn ạ. Cái nào mà tiếng Việt không giấu thì mình nghĩ là sẽ dễ dàng copy hơn. Tuy nhiên tính năng này lại không tự động được bật lên bởi vì chúng ta đang sử dụng tiếng Việt. Và để bật nó lên thì bây giờ các bạn hãy làm theo mình nhé. Chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ ứng dụng cài đặt ở trên iPhone. Bấm vào cài đặt. Sau đó các bạn kéo xuống và chọn cho mình cài đặt chung. Ở đây các bạn sẽ kéo xuống và chọn cho mình phần ngôn ngữ và vùng. Tiếp tục ở đây các bạn thấy ngay phần văn bản trực tiếp không? Của mình đang bật lên rồi. Còn bây giờ để bật lên được các bạn chỉ cần là chạm tay vào nó thôi. Đây mình tắt đi này, bật lại, bật lên. Rất dễ đúng không? Trong trường hợp các bạn đã bật rồi mà tính năng này vẫn không hoạt động thì các bạn hãy đơn giản là chuyển iPhone về tiếng Anh, sau đó bật tính năng này lên rồi lại chuyển iPhone quay về tiếng Việt để sử dụng như bình thường. Thứ tư, xem thông tin ảnh hay còn gọi là eShip của ảnh đấy. Với những bạn nào mà đam mê chụp ảnh chắc hẳn các bạn sẽ thích cái tính năng này, cho phép chúng ta biết được toàn bộ thông số của điện thoại với cái bức ảnh nó đã chụp như thế nào. Đối với iPhone ngày xưa các bạn phải cài thêm app, còn bây giờ chỉ cần vào ứng dụng ảnh. Sau đó ở bức ảnh các bạn đang chọn, bạn vuốt từ dưới vuốt lên là chúng ta sẽ có thể đọc được ngay. Ví dụ ảnh này của mình chụp vào thời điểm nào này, iPhone XR là con chụp bằng cam sau 26mm f1.8, ISO 100, 26mm. Nói chung là có đầy đủ thông tin, thời gian phơi sáng 1 sec 87 giây luôn.
Thì còn thông tin gì mà chúng ta cần cho bức ảnh nữa không nhỉ? Mình thấy đây là một cái rất là tiện lợi với những bạn nào mà thích chụp ảnh. Thứ năm, bật DNS mà không cần cài app. Trước giờ các bạn hay cài ứng dụng 1111 để chúng ta có thể tạo ra một cái VPN và các bạn có thể đi đến những website bị cấm hay là bạn tăng tốc khi mà mạng bị chậm, đúng không? Nhưng mà bây giờ các bạn không cần cài thêm ứng dụng nữa, bởi vì ở trên iPhone đã có sẵn luôn, chính là iCloud của chúng ta. Và để bật được, đầu tiên các bạn vào trong cài đặt, sau đó bạn nhấn vào tài khoản iCloud ở trên cùng. Rồi lúc này các bạn nhấn tiếp vào iCloud cho mình. Và bạn sẽ để ý cái phần là chuyển tiếp bảo mật phần beta này của mình hiện tại đang bật. Thì bạn muốn bật tắt là nhấn vào đây thôi. Tắt chuyển tiếp này, bật nó lên này. Như vậy là xong. Những cái thao tác rất là đơn giản mà giúp anh em có thể truy cập được những cái thứ các bạn đang cần. Thì bây giờ để mình sẽ demo luôn là sau khi mình bật cái tính năng này lên thì mình có vào được cái website đang bị chặn tại Việt Nam không nhá. Website này thì bạn nào cũng biết rồi đúng không? Chúng ta cùng vào nào. Thời gian load thì có vẻ hơi lâu, bởi vì là mình load nãy giờ mà... À vào được này, vào được. Tải rồi anh em ơi, đang tải. Ok, vào được rồi. Thôi, thế thôi. Vào được nha các bạn nhá. Như vậy là chúng ta xác nhận là có thể sử dụng cái tính năng này để vào những website bị chặn hay là tăng tốc độ mạng lên. Còn nói về tăng tốc độ mạng thì mình test nốt phát cuối rồi anh em mình kết thúc video này. Bắt đầu. Wow. Delay chỉ có 5 ms. Như vậy là của cái iCloud này rất là ngon nhá. Tốc độ download của mình là 93 luôn các bạn. Tức là gần như tối đa của gói mạng nhà mình luôn. Ui, upload 86, 90 mấy luôn. Ui, đúng là iCloud khác làm cái gì cũng ngon anh em ạ. Tính năng này đang beta mà ngon thế này thì không biết là mà ra sử dụng thực tế nó sẽ như thế nào. Rồi, chúc các bạn có những phút giây vui vẻ và tìm được thêm nhiều thủ thuật thú vị với lại iPhone. À quên, chạy iOS 15 nữa chứ. Chứ còn với iPhone không thì chưa đủ. Và nếu như các bạn thấy rằng mình còn thiếu cái gì, cứ comment bổ sung cho mình. Mình sẽ đưa nó vào video sau nhé. Không quên tên các bạn đâu. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS. Nếu như các bạn thấy hay thì các bạn đừng quên là bấm đăng ký kênh, chia sẻ video và bấm thích video này nhé.